đó là vào năm 1350 và qua đời vào năm 1479. Cuộc đời của Ngài chúng ta thấy được rất nhiều ơn chú. Trong sách công vụ các phép lạ thì đã thống kê được Ngài làm tới trên 873 phép lạ. Nếu như ngày xưa Chúa Giêsu chữa làm cho 3 người chết và sống lại thì cũng theo sách này người ta thống kê thấy như Vincent T đã làm phép lạ cho hơn 30 người chết được sống lại, vân vân. Và chúng ta đang nói hơn là trong hành trình trao giảng của Thánh Vincent T, Ngài đã làm cho hơn 25.000 người Hồi giáo tại Tây Ban Nha quay trở lại và gia nhập đạo Công giáo. Tức là một cách nào đấy chúng ta thấy Thánh Vincent T rao giảng có khi lại thành công hơn cả Chúa Giêsu rao giảng ngày xưa. Nói như vậy không có nghĩa là Thánh Vincent T lại hơn là Chúa. Không, không phải như vậy. Nhưng thưa toàn thể mọi người, nếu như người Do Thái ngày xưa thời Chúa Giêsu họ cứng lòng, vì cứng lòng như vậy họ không tin vào Chúa, cho nên Thánh Vincent T Ngài đã rao giảng về cái chết, về sự phán xét, về thiên đàng và hỏa ngục. Chính vì thế cho nên đã đánh động được rất nhiều những người tâm hồn, kể cả là những người khô khan quay trở lại với Thiên Chúa. Bởi vì cuối cùng rồi ai trong chúng ta cũng phải đối diện với cái chết, đối diện với sự phán xét, đứng trước nhà Thánh Chúa. Không ai trong chúng ta lại không có những lỗi lầm riêng mình. Rồi cùng với các phép lạ, đó là những cách mà Chúa đã dùng Thánh Vincent T qua môi miệng và qua khả năng trí thông minh của Ngài lôi kéo được rất nhiều những tâm hồn trở về với Chúa. Nhưng có lẽ không phải việc Thánh Vincent T lôi kéo được nhiều người trở lại với Chúa không chỉ là do phép lạ, không chỉ là do tài giảng thuyết của Ngài, nhưng trên hết là do đời sống của Ngài. Những lời Ngài nói thì Ngài đã thực hiện. Nói cách khác, Ngài sống, Ngài nói những gì Ngài sống. Để rao giảng cho người khác, Ngài đã thức đêm lâu giờ để cầu nguyện trước Thánh Thể, cầu nguyện trước Thánh Giá Chúa. Ngài đã tâm sự với Chúa nhiều giờ trong đêm vắng, rồi soạn bài giảng trên đi trên đường, vân vân. Cuộc sống kết hợp với Chúa, một cuộc sống khiêm nhường, lắng nghe bề trên, lắng nghe mọi người, đã làm cho con người Vincent T trở thành một con người rất đối khiêm nhường và thánh thiện. Ngài đi đâu là Ngài đem đến bình an, niềm vui và sự thánh thiện đến đó. Chính vì thế đã cảm hóa được rất nhiều các tâm hồn trở về với Chúa. Thưa cộng đoàn, hôm nay dâng lễ kính Ngài, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho giáo hội có một vị thánh trội vườn. Rồi chúng ta cũng suy niệm lời Chúa, rồi cũng noi gương bắt chước một vài nhân đức của Ngài để chúng ta cũng có thể giới thiệu Chúa cho người khác. Và trên hết chúng ta noi gương thánh nhân để sống kết hợp với Chúa, đặc biệt trong mùa chay thánh này. Chỉ có như thế chúng ta sau này mới có thể gặp lại thánh nhân trên thiên đàng.